Ok, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip về tướng Zuka gấu béo cho anh em xem nha. Và mình sẽ sử dụng cái skin mà vừa mới được ra mắt các bạn ạ. Skin này thì được miễn phí nha các bạn. Panda. Ê, skin hơi bị xịn sò nha anh em. Có điều nhảy luôn nè, ghê chưa. Và clip trước thì mình có chơi về vị tướng Ba Dâm. Mình thấy khứa Zuka chơi phế vật quá anh em ạ. Vì thế nên hôm nay mình ức chế quá trời, đâm ra mình quyết định quẩy Zuka cho anh em xem, để cho mọi người biết thế nào mọi người là gọi là người chơi Zuka top 1 server. Đây, mình sẽ trải nghiệm Zuka luôn cho anh em xem này. Nói. Mình sẽ sử dụng cái bảng ngọc. Bảng ngọc này là cái bảng ngọc nó không có hút máu các bạn ạ. Thật ra mình chơi Zuka thường thường mình sẽ sử dụng cái bảng ngọc hút máu 16% của Nakaroth cơ. Nhưng mà lúc nãy nó do chọn tướng gọi là mình thấy bảng ngọc như thế này rồi mà mình kiểu không kịp thời gian ấy. Thôi mình quyết định sử dụng cái bảng ngọc này luôn. Bảng ngọc này không có hút máu, nó chỉ có tốc độ chạy thôi, công vật lý các bạn ạ. Bởi vậy đâm ra thì mình cũng không ưng cho lắm, nhưng mà thôi kệ. Có cái nào rồi. Ui, wizard, bình tĩnh các bạn ơi. 2-1 à? Vớ vẩn đấy nhờ. Có ngon này, từng thằng một bước vô đây solo bật co nè. Chơi xấu xa lại còn đê tiện nữa. Lớn rồi. Chúng ta chơi công bằng chút đi. Nó cướp bùa của mình rồi các bạn. Mình lúc nãy mình tính qua mình ăn con bùa đỏ của nó cơ, nhưng mà mình thấy bạn Murat bạn ấy ăn, đâm ra thì thôi cho nó con bùa luôn. Mình ăn với con lính ở đằng giữa, đằng nào mình cũng lên được cấp 4 mà, lo gì. Nó chết rồi các bạn ơi, xác định rồi. Hay da sha. Ui trời ơi, chạy đi đâu. Hay da sha. Hư nè. Gõ vào đầu chừng chỉ. Game là dễ các bạn ạ. Quá ư là đơn giản luôn đúng không? Rồi giờ thì mình biến về rồi mình lại ăn cái con bùa xanh mà đây ăn rồng anh em ạ. Ơi. Một người đi rừng gọi là đầy ranh ma và ma mãnh như mình thì không thể nào mà bỏ qua con rồng này được. Lấm rồng luôn. Ok. Có rồng cho đồng đội mình nó gọi là quẩy luôn rồi các bạn ơi. Đấy, bạn ơi, bạn qua bạn cướp bùa của mình đi bạn ơi. Mình thì mình sợ bạn quá cơ chứ. Ước gì được bạn đánh cướp thêm con nữa. Cơ đi, qua đây ký đầu, nắm đầu quay như dế luôn chứ. Đùa với cả ninja rùa gấu con nhà bà béo Zuke hả? Rồi đứng dưới đánh nhau quá trời đánh nhau rồi các bạn ơi. Đánh nhau ác liệt quá trời luôn rồi. À đây nghéo củ tỏi luôn rồi. Kệ, mình ở đường trên mà, nước xa không thể cứu được lửa gần. Vì thế nên ai đánh nhau cứ đánh thôi, ai chết thì cứ chết. Kệ mấy bạn luôn, ui ôi Murat kìa. Ôi, Murat thì ghê. Đánh cái đấm kiểu gì mà nguy hiểm các vậy? Đâu xong mà về ra rồi. Bạn này đang ăn cái con Kasa anh em ạ. Ơi nó ăn xong rồi kìa. Đang tính chạy ra sờ mông sờ má nó phát mà nó ăn xong mất tiêu rồi. Nhanh thế. Ở đường dưới lại đánh nhau. Ôi chết một loạt luôn ở đường dưới luôn các bạn ạ. Đây thì bướng nè. Ây da. Uê. Trời là trời. Thế mà không ăn được Illumia kìa các bạn. Ồ. Kỳ ta. Xem bạn căng phết nhờ. Nhưng mà chắc không sao đâu. Anh em cứ yên tâm. Mình bây giờ mình mới gọi là còn bé, chưa lớn. Tí nữa thì mình lớn lên là lên được 3-4 món đồ. Lúc đó thì cố đầu từng thằng một. Mình cú cái đầu nó cho mọi người xem luôn. Úi. Rồi Murat đang cướp bùa đó. Hay quá anh ơi. Rồi xuống đường dưới nha. Bốc ra đằng sau. Đúng rồi, xong nó rồi. Hãy xem gấu ta đây. Chà. Lấm liền. Nhảy phát chết luôn các bạn. Quá đã. Đã quá anh em ơi. Thôi, ven bùa. Chà, bùm. Zuka thì mình thấy thời điểm hiện tại cũng không quá mạnh, nhưng mà cũng không yếu các bạn. Thực dạng là bình thường thôi. Anh em nào mà thích chơi Zuka thì vẫn có thể leo rank tốt nha các bạn. Nó cũng chẳng bị cấm đâu. Bởi vậy đâm ra thì muốn chơi thì chơi thôi. Chả việc gì phải lo nghĩ về cái con tướng này bị cấm như là Zata chẳng hạn. Hay là Crack thì muốn chơi mấy con đó khó, nhưng mà Zuka thì chả ai cấm. Mà cũng chẳng ai giành mấy. Úi giời. Đang đứng đây rình mò nó ra có cùng bạn ba zoom bạn. Ừ, nhảy vô. Sao được cái trụ. Ok.
cốc cái đầu nó, cốc cái đầu, lụm cái đầu nó, bẻ nó, chẻm nó, băm nó, phang nó, xúc bởi soi nó. Ok con dê luôn. Quay. Quay ra. Úi giời, úi giời, úi giời. Thôi được rồi, đi về thôi. Hỏn. Ơ, bà ăn rồng à? Chả nói năng gì với mình tiếng nào. Thích rồng thì rồng luôn. Ngại ngùng gì đâu. Bum bum bum. Làm sao, làm sao, làm. Bừ, ừ, ừ. Vô. Chơi nó. Chơi đó, chơi đó. Ừ, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây các anh ơi, vào đây. Ẻn. Búp, búp, búp. Từ từ, farm cái đã anh em ạ. Vô keo lắm. Ký đầu nó. Ui giời ơi. Ui giời ơi, ui giời ơi, mày hả bưởi, chạy đi đâu với con sâu này? Mục mườn tui, chấp hết nè, ai da, ui là trời. Né chiêu, né chiêu, né chiêu. Tuổi gì mà lại ăn được gấu hả bưởi? Trời ơi, sao cái trụ nó vẫn còn ta? Ơ, không để ý, mình tưởng cái trụ mất rồi, chạy thoát rồi cơ. Không ngờ cái trụ vẫn còn, cuối cùng theo nan là bắn cái cốc cái đầu chết tươi luôn. Ôi vãi trưởng ạ. Đến thế. Không được rồi, Vena không ăn được cho nát đâu. Ba chết hai ạ. Đáng thể hiện ở Zuka gọi là chùm chùm mền mà cái kết kiểu này toàn quá anh em ơi. Sao kỳ nhỏ. Sao trận này mình đánh Zuka tệ quá ta, ăn được 3 mạng mà chết 2 mạng mất tiêu rồi. Nãy bốc phét kinh lắm mà, sao giờ lại trước quá cái này nhở. Nhưng mà mình xài chiêu cuối được đúng không các bạn. Còn cái clip mà mình chơi vị tướng Bazum gặp ông Zuka xài chiêu cuối ngay trên mình. Tệ hại, quá phế vật. Còn mình thì mình vẫn nhảy hơi bị xa đó. Không gần miếng nào đâu nha. Để đó mình đi farm tí nữa thì mình mới quẩy cho các bạn xem tiếp được. Chứ giờ phế quá anh em ạ. Vô. On. Vô, cốc đầu nó phung beng bụp bùm on. Phang nè, phang nè. Sha. Chơi nè, bùm. Úi giời. Ui giời ơi. Mùa nó hay quá. Vô chơi nó. Ca sa nè anh ơi. Lấm 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 bay dùm. Trời ơi ăn ca sa giúp mình với. Ôi bạn ơi. Thôi kệ không cần. Mình tự lực cánh sinh được các bạn ạ. Dâm ba con ca sa này đổ con nít. Ô không các bạn. Bẻ cổ nó luôn như ca sa với chúng tôi à. Ngày xưa nó còn ghi ca sa cơ. Nhưng mà bây giờ thì nó lại ấy rồi các bạn. Nó ghi cái mã số ở trên đầu. Nhưng mà khi mình giết xong thì nó sẽ ghi hạ gục được Kasa. Bập, 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 bập. Ok có bùa rồi. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Rồi xong bé teo rồi. Hãy xem ta đây. Dạ, bèn, dạ, bòn. Gỡ cái đầu luôn. Quánh vớt cái đầu lâu luôn các bạn. Máu đầy cây mình cho chưa được combo đã. Ui dồi đông thế. Giật hết cả mình. Gì đông như vậy mấy cha. Chứ game làm gì ác vậy. Trời ơi. Mấy ký đầu của nó teo nó đừng mạng. Cái nó qua nó bè mình đập nửa rồi các bạn. Đập mình banh ta long người luôn rồi. Ôi giời vãi. Ảo mà thật đấy. Cố lên. Chém kìa. Hay quá anh ơi. Wow. Ừ. Ảnh ảnh.
Hòn xì cúc lấm bập 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 chơi nó gõ vào đầu nó phang nó lên anh em ơi, ngại ngùng gì mà không phang. Hòn hòn vô 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 ui rồi ui rồi chơi luôn anh ơi, lấm mảng rồi, năm kêu rồi. Em rồi nha, em rồi nha. Từ 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 anh em ơi, từ từ anh em ơi, từ từ em ơi. Thằng keo nát, thằng keo nát. Bước bước qua đây quánh đồ tôi này, chạy 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 nhanh 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 nhanh. Chạy nhanh không tán được đâu bây giờ. Không có cái bảng ngọc hút máu đâm ra ăn quái nó tệ quá anh em ạ. Anh em biết tại sao mà mình cần hút máu không? Hút máu để khi mà mình hết máu cái này mình chỉ cần ăn vài con lính thôi là mình đầy cái máu, mình không cần phải biến về. Chứ nếu như mà mình không sử dụng cái bảng ngọc hút máu ít máu này bây giờ mình biến về á thì nó mất thời gian. Còn không biến về á thì các bạn nó đánh cho nhẹ cái này chết. Khổ ghê á. Tao dẫn mày y à? Là sao? Không hiểu. Boang 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 boang. Hết máu kiểu này toang rồi. Ua ua ua. Thôi đi về. Ui hồi máu rồi các bạn ơi. Ui giời ơi. Mày chết thì chưa, cho mày chưa. Thằng AD này thì mình không đồng lòng rồi các bạn ơi. Theo tao ăn mạng nè. Theo mình đánh kiểu gì á. Cố lên cố lên cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi. Cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi. Cố lên bạn ơi, cố lên bạn, cố lên bạn ơi. Double kill. Mày chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu. Triple kill. Lấm bướng à? Ăn ca sa với chúng tôi mà được à? Peng. Bập bập bập. Lính ở đường dưới kìa, không lo kìa, ăn rồng đi các bạn ơi. À lính ở đường dưới quá trời luôn kìa. Rồng 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 rồng. Tại mình hiện tại bây giờ là mỗi người một nơi nha. Mình thì ở đường dưới, mình đang đẩy chưa đẩy lính ở đường dưới. Vera thì đẩy lính ở đằng trên. Còn tem mình ba bạn kia thì ở đường giữa. Không ăn được đâu. Dòng đi, dòng đi, dòng đi, dòng đi, dòng đi, dòng đi. Dòng đi, dòng đi, lấm. Casa rồi tem bạn nó ăn, còn dòng thì tem mình ăn cũng được. Không sao. Úi dồi ôi. Con dòng nó cắn đau thế mày. Địch mạnh nó cắn cái hết máu luôn các bạn ạ. Ô. Phá thiệt. À, bằng ngọc phải xài bằng ngọc hút máu 16% mới êm anh em ơi. Sao bảng ngọc này sida quá. Đập con rồng mà còn tí máu à. Ôi vãi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha, cẩn thận nha. AD đi với cả support kiểu gì thế này. Mày xảo xảo mày xảo xảo. Ôi ôi. Mạnh thế. AD tên mình nó không đi. À không phải. Chết ngắc các bạn. Bùm. Giết nó. Cố lên thả. Mày hay quá. AD kìa. AD chết ngoéo củ tỏi luôn. Trời ơi AD cho mình cũng phế nữa. Cố lên bạn ơi. Bập 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 bập. Hay quá. Được 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 được. Trời ơi, Illumia nó đẩy kìa. Đẩy xa thật chứ. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không lẽ trận này thua ta. Oh my god. Ta sai kìa. Úi giời ơi.
Mới ra ra cái hết máu luôn rồi, vãi thiệt. Những cái chiêu cuối của Illumia thôi đó các bạn. Từ từ nha, từ từ nha. Kasa, Kasa, nhanh em ơi. Cho Kasa quốc tụi nó đi anh em ơi. Phá tụi nó đi anh em ơi. Lấm nó đó đi anh em ơi. Rồi. Nào, vào đây. Hay quá. Chiêu cuối đẹp quá bạn ơi. Chiêu cuối bạn, bạn ơi. Mày đứng dậy, bọn nó đánh tao đi. Đánh tao nữa đi, đứng dậy đi bạn. Rồi xong, các bạn chỉ còn có hai người thôi. Em ơi. Ủa, Mura hết máu rồi. Mazum cũng hết máu rồi. À đủ. Còn hai người nhưng mà ăn rồng, ăn Kasa là hợp lý ấy nhỉ. King Kong y gấu nhanh hả? Ok. Get go. Nhanh. Được, ăn được. Các bạn có hai người ra không kịp đâu. Vào đây giúp mình. Nhanh đi, có ai đâu. Ôi bạn ơi. Nhanh đi, nhanh ăn Kasa nè. Mấy cái thằng Bazoom này nó làm cái quần que gì ngoài đó nữa các bạn ạ. Ôi ôi, con Kasa nó cắn đau quá. Ôi, thôi. Nó cắn đau lắm anh em ạ, đợi hết máu mình. À, nó chưa. Tôi chả hiểu cái ông Bazoom ông làm cái gì nữa, chạy vào tanh với con Kasa đi. À, sao tôi mệt mỏi cái cuộc sống này quá vậy trời. Này, đập cái chết mẹ mình luôn rồi, ngu này, ngu người. Không có hiểu luôn các bạn ạ. Phản thiệt sự. Mình đang tính nhảy vào cái mình trừng trị với con Kasa. Nó quạt chết ngắc luôn, đứng ngoài nó quạt chết ngắc luôn. Vãi gì chứ, bỏ tay. Đáng lẽ vào đó nếu mà Bazoom nó vào nó tanh cái con Kasa là sao mà chết được. Em bạn chả có ai ra đó mà nó cứ lại ra nó ăn lính các bạn ạ. Nó nản, éo chiều, hiểu kiểu gì. Sao mà mình gặp cái gì đâu, không phải ta. What the hell. Mày. Hồi nãy mày bắn ai. Ai cha. Chạy đi đâu, bà đây, đứng dậy bà đánh đi. Này, đứng dậy đánh đi này. Rồi, mọi người xem nè, thằng Cửu nát chết nè. Này, mọi người xem nè. Rồi, xong. Hãy xem tới đây, chà. Em sai rồi, em biết sai rồi. Thôi xong rồi. Mí, nó nhảy vào nó không chết. Đông quá, mình tưởng có mỗi thằng Cửu nát thôi. Anh ngờ đâu quá trời luôn. Bán này đi giáp hổ mạnh được không ta? Chắc không đủ tiền đâu quá. Từ từ tí này chắc là đủ. Úi giời, chém kìa, úi giời. Pam. Wow. Rồi xong. Chủ tịch trở lại, anh em quẩy lên. Ok. Sha. Đâu. Úi giời ơi. Bập. Mày bướng hả mày? Chơi nó, Grinat kìa. Oánh thằng Grinat luôn. Trời ơi, đang đánh nó mà bạn. Bạn ơi, đang đánh nó mà. Ừ, không sao. Mình đâu có sợ cái thằng Bane này. Mà đứng dậy đi. Này, đứng dậy đi. Đứng dậy mà đứng dậy múa đi. Này, dậy mà múa đi. Hình ở bên trên tem mình đang đập với trụ các bạn ạ. Em ơi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị dã nó con Kasa đẹp luôn nè. Tem mình còn 2 người, tem nó cũng còn 2 người, còn AD mới support nó mới đau chứ. Để mình để lính ở đường dưới cái nhá. Ô. Mấy con lính ăn ở cái trụ bên trên luôn kìa các bạn. Oải thiệt đấy chứ. Tào lao như thế nào chứ vậy?
Chú bên trên bị lính cắn chết các bạn ạ. Bây giờ mà ăn được casa là khả năng win không ta? Bập bập. Hiện tại là phút thứ 20 rồi các bạn ạ. Nếu mà ăn được casa thì khả năng win nha. Các bạn nó chả có ai đây nhỉ? Được, không có ai luôn. 2-2-2. Bùm chiu. Này này này, rình rình này, rình rình này, bắt này. Murat lao lên, đúng rồi, chém nó, đúng rồi, hay quá bạn ơi. Ui, sao bạn biết tôi ở đây hay vậy? Tôi có giáp Gaia mà, tôi cho bạn biết thế nào là lễ độ nè. Quá êm rồi anh em ơi. Quá êm anh em ơi, chơi nó, Illumia với chúng tôi, Illumia. Trời ơi, sao thế nhờ? Man. Ảo thật sự các bạn ạ. Toang luôn rồi, thua luôn rồi. Bắt được cái thằng Bane đẹp như trong mơ thế mà cuối cùng combat thua các bạn ạ. Thua ấy, còn một mình Murat thì nói thiệt là không thể nào chống cỡ được. Bộ quá Nemo ơi, xong tôi rồi, thua rồi. Ê, trận trước thua, trận này thua nữa. Sao mà nó đen dữ vậy trời. Thua hai trận liên tiếp luôn anh em ạ. Cố lên, bắn yêu cuối. Có con lính kìa, giết được con lính thì là đỡ được. Cố lên. Thua rồi. Thật là buồn quá anh em ơi. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nhá. Lại thua.